chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình truyền hình Quân khu 7 hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam - Lào ký kết biên bản kỳ họp lần thứ 21. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ký kết hợp tác với các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Người lính với an toàn giao thông. Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2016. Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức tập huấn công tác báo chí năm 2016. Phóng sự xứng danh bộ đội tăng thiết giáp miền Đông. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Ngày 6 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tướng Vi Lây Lạ Khăm Phong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã tiến hành kỳ họp lần thứ 21 về tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Hai bên cùng thống nhất đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 20 và khẳng định sự phối hợp chỉ đạo giữa hai bên là tích cực, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Trong mùa khô 2015-2016, dù điều kiện thông tin ngày càng khó khăn, nhưng các đội chuyên trách của Việt Nam đã quy tập được 233 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Tại Việt Nam cũng đã quy tập được 6 hài cốt quân nhân và lưu học sinh Lào hy sinh từ trần trong thời gian học tập và công tác ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thành xây dựng bổ sung một số hạng mục của tượng đài tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào tại tỉnh Champa Sắc. Qua hội đàm, hai bên cùng thống nhất hiện nay hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên viên Việt Nam hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh vẫn còn. Chính vì vậy, hai bên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là cựu chiến binh đã từng tham gia phối hợp chiến đấu, cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Phía Lào tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp cử người thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng với các đội quy tập của Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hai bên nhất trí các nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 21 và cùng ký vào biên bản kỳ họp lần thứ 21 cùng nhau phối hợp thực hiện có hiệu quả. Tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức hội đàm và ký bản ghi nhớ hợp tác năm 2016-2017 với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi hội đàm và ký kết bản ghi nhớ hợp tác có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan chức năng của Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía Campuchia có Đại tướng Bon Sarun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Hin Bon Hien, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đại tướng Brumdin, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thực hiện nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, hội đàm và ký bản ghi nhớ hợp tác năm 2016-2017 giữa Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia lần này được xây dựng theo nguyên tắc đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, là bạn, là đối tác tin cậy của nhau, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước. Hội đàm và ký bản ghi nhớ hợp tác năm 2016-2017 nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác bền vững lâu dài, tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh giữa hai quốc gia và quân đội hai nước Việt Nam Campuchia. Cũng tại thủ đô Phnom Penh Campuchia, Quân khu 7 Việt Nam và Quân khu đặc biệt Campuchia tổng kết kết quả hợp tác năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã mang lại kết quả quan trọng, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định thư về Hợp tác Quốc phòng song phương giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch Hợp tác năm 2015-2016 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia, tạo chuyển biến tích cực trong việc hợp tác kết nghĩa giữa hai quân khu và các đơn vị trực thuộc hai bên. Tại buổi lễ, hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung ký kết biên bản hợp tác năm 2016-2017 và quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị,
Cũng trong dịp này, đoàn công tác quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn tới thăm làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu 5, quân khu 4, quân khu 2, quân đội Hoàng gia Campuchia, thăm làm việc với các tỉnh Svay Rieng, Bắc Tam Bang, Pai Linh, Bần Tiên Miên Chay, Út Đô Miên Chay, Siem Reap, Công Môn Tràm, Krathe và các đội chuyên trách K-70, K-71, K-72, K-73 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước giai đoạn mùa khô năm 2015-2016. Tại các buổi thăm và làm việc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 được Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh trưởng các địa phương Campuchia thông báo về những thành tựu đã và đang được chính phủ của Thủ tướng Hun Sen quyết tâm cải cách trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và mãi mãi ghi nhớ công ơn của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự hồi sinh đất nước Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 cảm ơn Bộ Tư lệnh các quân khu, các địa phương thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ các đội chuyên trách của Quân khu 7 trong việc bảo vệ, dẫn đường, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân Campuchia về chủ trương của Chính phủ Việt Nam đối với công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ngày 4 tháng 6 năm 2016, tại nhà thi đấu Quân khu 7, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tổ chức chương trình Người lính với an toàn giao thông. Dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu các bộ ngành, trung ương, cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với thông điệp của chương trình là cán bộ chiến sĩ toàn quân cùng chung tay với nhân dân cả nước thực hiện mọi giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện trong mắt bạn bè thế giới. Chương trình được thực hiện bằng nghệ thuật sân khấu hóa với những tiết mục đặc sắc, đồng thời cũng là thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho quân nhân và công nhân viên chức quốc phòng nhận thức sâu sắc và tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của chính phủ, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quân đội. Và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Chương trình Người lính với an toàn giao thông quốc gia là một trong những cái chương trình mà phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Thông qua cái chương trình này, chúng tôi cũng muốn gửi đến một cái thông điệp cho tất cả cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước chúng ta là chúng ta phải là làm sao là phải thực hiện tốt cái văn hóa giao thông, mà cái cốt lõi nhất của văn hóa giao thông chính là chúng ta phải thực hiện tốt cái luật giao thông. Đồng thời đó là chúng ta phải thấy rằng cái việc mà mỗi người chúng ta chấp hành tốt cái luật giao thông chính là thể hiện cái trách nhiệm đối với bản thân chúng ta, đối với gia đình chúng ta, với bạn bè chúng ta, với cộng đồng và với xã hội của chúng ta. Tai nạn giao thông ở nước ta trong những năm qua đã liên tục được kéo giảm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chất lượng cuộc sống của người dân. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, thậm chí là xem thường luật giao thông dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Trong chương trình, các khán giả cũng được xem và nghe về những tai nạn thương tâm đã cướp đi cuộc sống bình an của những gia đình đang tràn đầy hạnh phúc. Những mất mát đau thương ấy như những mũi kim châm vào lòng những người tham dự chương trình. Gia đình mất đi những người thân, con mất cha, vợ mất chồng. Điều ấy có lẽ sẽ không xảy ra nếu như ai cũng tự nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp khi tham gia giao thông. Chương trình Người lính với an toàn giao thông là một hình thức để giáo dục cho quân nhân, công chức quốc phòng cùng người lao động trong quân đội, đồng thời góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Qua hình ảnh về tác phong kỷ luật cũng như lại sự gần gũi thân thương của những người bộ đội, của anh bộ đội Cụ Hồ,
tạo cái sức lan tỏa, tạo ra cái động lực để vận động nhân dân trong cả nước cùng chung tay thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để cùng đẩy lùi tai nạn giao thông. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Đó là thông điệp luôn nhắc nhở chúng ta khi tham gia giao thông trên đường, để mọi người, mọi nhà luôn thấy rằng an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Để ghi nhận những kết quả mà các lực lượng quân đội đã thực hiện tốt trong an toàn giao thông, ban tổ chức đã tặng bằng khen của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho 8 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tặng quà cho 10 đồng chí cựu chiến binh nguyên là cán bộ lái xe tiêu biểu của các đơn vị thuộc quân khu 7, tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân là quân nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời tặng 3.500 mũ bảo hiểm cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 tháng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, sáng 3 tháng 6 vừa qua, các đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu 7 tổ chức long trọng lễ tuyên thệ kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Đến dự lễ có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan quân khu. Sau 3 tháng quân trường, chiến sĩ mới huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cơ bản đã quen dần với môi trường quân đội, nắm được các nội dung chỉ thị, quy định của cấp trên, của đơn vị, thực hiện tốt các chế độ trong ngày, trong tuần, có thay đổi tốt về tác phong, ngôn phong, nắm bắt được cơ bản các bài học về huấn luyện quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Kết quả các bài bắn đều đạt yêu cầu. Riêng ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi, kết quả chung đơn vị đạt khá. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Văn Dĩ đã biểu dương sự nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ chiến sĩ, cũng như công tác tổ chức huấn luyện chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ mới, đồng thời nhắc nhở cán bộ chỉ huy của các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đón nhận gần gũi, yêu thương và xem các chiến sĩ mới như người thân của mình. Trung tướng mong muốn khi được bổ sung về các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, các chiến sĩ mới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn. Trong thời gian 3 tháng, lớp chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016, huấn luyện tại Sư đoàn 317 được trang bị những kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Qua đó, nhận thức của chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Từng đồng chí đã nắm được những nội dung cơ bản trong chương trình giáo dục chính trị. Tiến bộ nhất của các chiến sĩ mới đó là tác phong quân nhân chững chạc, đúng điều lệnh, đoàn kết nội bộ, lễ phép với cấp trên, thân nhân, gia đình và người lớn tuổi. Trật tự nội vụ vệ sinh gọn gàng, sạch và thống nhất, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vinh dự đứng trước quân kỳ, chiến sĩ mới đã tuyên thệ đọc 10 lời thề danh dự của quân dân Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng thanh hô xin thề. Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo các huyện, các đơn vị có chiến sĩ huấn luyện tại Sư đoàn 317 đón các chiến sĩ về đơn vị địa phương mình. Ngày 5 tháng 6 năm 2016, tại Nghĩa Trang, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ là cán bộ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 hy sinh trong các trận chiến tranh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tới dự. Đây là những hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 hy sinh trong các trận đánh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 70 của thế kỷ trước, được cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 2 tìm và quy tập tại khuôn viên ban hậu cần của đơn vị thuộc địa bàn ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 14 hài cốt liệt sĩ, có 5 hài cốt đã xác định được tên tuổi, quê quán. Tất cả những người có mặt tại đây đều xúc động ngậm ngùi. Sau hơn 40 năm lặn lội ngược xuôi tìm kiếm của những người thân, của đồng chí đồng đội, nay các anh đã về an nghỉ trong nghĩa trang vinh danh những người con đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Sau hơn 40 năm nằm trong khuôn viên ban hậu cần, nay các anh về trong vòng tay ấm áp, trong nỗi tiếc thương và tri ân của bao người. Năm 1975 thì đơn vị đã báo giấy báo tử về địa phương và về quê, thì mẹ tôi từ ngày đó thì mẹ tôi đã thờ cúng anh tôi. Từ mẹ tôi mong anh tôi từng ngày từng phút để mong mỏi là đón anh tôi về quê hương. Nhà nước đã ban hành chính sách và đã đưa các đồng chí chiến sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Như thế này là chúng tôi rất hãnh diện và cũng cảm ơn các nhà nước và các đồng đội và các ban ngành đã hết sức
chu đáo để cho các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, là gia đình chúng chị em anh em chúng tôi vô cùng biết ơn. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, quân đoàn 4, các địa phương là quê hương của các liệt sĩ và đông đảo nhân dân huyện Củ Chi, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 9 đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính tôn vinh đối với các liệt sĩ hy sinh để Tổ quốc được độc lập, thống nhất, tự do như hôm nay. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm và cũng là việc làm thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Việc làm này nó còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống và lòng tri ân các liệt sĩ cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Các anh đã về yên nghỉ bên đồng đội, dẫu biết rằng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm đây chưa tìm được tên tuổi quê quán, nhưng tất cả các anh mãi là niềm tự hào của đất nước, của dân tộc. Tổ quốc đời đời ghi công các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh. Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên báo chí năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, chủ nhiệm chính trị, và Thiếu tướng Trần Hữu Tài, phó chủ nhiệm chính trị quân khu tới dự. Trong thời gian 2 ngày, hơn 100 học viên là cán bộ chính trị các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu, cựu chiến binh, phóng viên các báo đài ngoài quân đội và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn, được các giảng viên khoa báo chí, các nhà báo nhiếp ảnh gia có nhiều kinh nghiệm, trang bị những kiến thức cơ bản về viết tin, bài, phóng sự, kỹ năng viết gương người tốt, việc tốt, cách chụp ảnh và ảnh báo chí, kỹ năng thực hiện tin bài cho báo điện tử, một số kinh nghiệm phát hiện xây dựng đề tài, cách viết tin bài đăng trên hệ thống báo chí quân khu 7. Kết quả tập huấn, 100% học viên nắm chắc nội dung, vận dụng tốt kiến thức trong việc cộng tác viết tin bài. Trong quá trình học, nhiều đồng chí đã thực hành ngay nội dung và gửi tin bài về đăng trên báo quân khu. Thông qua tập huấn còn xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, để các bài viết, hình ảnh và chương trình truyền hình ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đông đảo người đọc và khán giả xem truyền hình. Tại buổi lễ bế mạc, Thủ trưởng Cục Chính trị đã trao giấy chứng nhận cho các đồng chí tham gia và mong thời gian tới các cộng tác viên tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa báo chí quân đội nói chung và báo quân khu 7 nói riêng ngày càng phát triển. Tuần qua, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ 2011-2016, Ban chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh Bình Phước và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Phong trào thi đua và công tác phụ nữ của hội ngày càng nâng cao, có sự tiến bộ trên nhiều mặt. Nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức hội các tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết, chương trình hành động đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Trong nhiệm kỳ tới, đại hội các đơn vị xác định nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm là củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hội phụ nữ, hỗ trợ chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc bền vững, xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ cấp trên. Hội thi thợ sửa chữa đạn, sửa chữa vũ khí, bộ binh giỏi, ngành quân khí là một hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm kiểm tra đánh giá sâu hơn, thực chất hơn, nhận thức, trình độ, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, ngành quân khí nhằm thực hiện tốt cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50. Hội thi năm nay quy tụ 14 đội dự thi với 64 đồng chí là cán bộ thợ sửa chữa, nhân viên làm công tác kỹ thuật của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh phải trải qua 3 nội dung thi, đó là thi nhận thức chính trị về các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, truyền thống quân đội và cuộc vận động 50. Thi điều lệnh với các nội dung trong điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, các đội dự thi sẽ phải thực hiện cả lý thuyết và thực hành lau chùi, lắp ráp, sửa chữa đối với các loại vũ khí. Các đơn vị khi nhận được cái kế hoạch để tham gia hội thi của quân khu thì đã chủ động lập các kế hoạch tổ chức tuyển chọn, huấn luyện. Có những đơn vị đã tổ chức hội thi cấp cơ sở để thành lập đội tuyển
và chủ động tích cực huấn luyện, đầu tư cho cái lực lượng thợ của mình để tham gia cái hội thi hôm nay. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng với việc nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, các đội đã bước vào các nội dung thi một cách tự tin, thao tác thuần thục các động tác, phối hợp bổ trợ cho nhau nhịp nhàng, tạo ra không khí thi đua sôi nổi. Với cái nhìn của một bác sĩ vũ khí, các thí sinh nhanh chóng phát hiện ra những thiếu sót nhỏ trên các loại vũ khí, kịp thời bổ sung các bộ phận còn thiếu để hoàn thiện các loại vũ khí trong bài thi của mình, đến với tình trạng hoạt động tốt nhất, đúng thời gian ban tổ chức quy định. Từ khi mà được nhận được kế hoạch triển khai của Cục Kỹ thuật Quân khu, thì riêng Bộ Chỉ huy cũng đã rất quan tâm về cái hội thi này, đã chỉ đạo trực tiếp cho phòng xây dựng cái kế hoạch thực hiện, thì chỉ đạo từ trên xuống dưới. Thì phòng đã xây dựng là kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, phân công từng vị trí rồi phân công cho các bộ phận để lên lớp huấn luyện, tập trung đội tuyển để tham gia tốt cho cái cuộc thi của Cục Kỹ thuật Quân khu năm 2016. Qua ba cái nội dung thi thì các đồng chí đã có cái đề quyết tâm rất cao và cố gắng học tập để đạt được cái kết quả và thành tích như hôm nay. Thì với cá nhân tôi đánh giá thì các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trên đã giao. Sau hai ngày thi sôi nổi, hội thi đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho đội sửa chữa vũ khí thuộc sư đoàn 302, giải nhì cho đội thi đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và hai giải ba được trao cho đội sửa chữa vũ khí thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và xưởng OX1 Cục Kỹ thuật. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất nhì ba cá nhân ở từng nội dung thi. Hội thi đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng và trình độ quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm ngày càng tốt hơn cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Đoàn cán bộ Cục Chính trị do Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2016 tại Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Lữ đoàn 77 và Công ty Tây Nam. Nội dung mà đoàn kiểm tra đó là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và phong trào lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, kiểm tra quy chế và hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, kiểm tra hệ thống văn bản và công tác lưu trữ các loại hình khen thưởng. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hữu Tài biểu dương ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn của các đơn vị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và mong muốn lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo cơ sở để công tác thi đua khen thưởng bảo đảm thực chất, thực sự là công việc thường xuyên, liên tục, có tác động tích cực, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mọi cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn 25 Quân khu 7 phối hợp với Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khai mạc chương trình học kỳ quân đội năm 2016. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng mỗi khi hè về. Trong đợt này, các cháu học sinh thuộc các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người chiến sĩ tại lữ đoàn 25. Với thời gian 8 ngày sống trong môi trường quân ngũ, các cháu sẽ được học tập rèn luyện tác phong nếp sống sinh hoạt của người lính, được học các động tác điều lệnh đội ngũ, các bài thể dục buổi sáng, võ tay không, các kỹ năng sống. Ngoài ra, các cháu còn được tham quan học tập tại di tích lịch sử chiến khu D. Hiện nay, chương trình này đã trở thành mô hình giáo dục hiệu quả cho thanh thiếu niên, làm quen với môi trường quân đội, tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích trong dịp hè. Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật khóa 49 năm 2016. Sau 5 tháng học tập, rèn luyện, 328 học viên khóa 49 được đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy bộ binh, binh chủng và nhân viên chuyên môn kỹ thuật đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có thể lực tốt, nắm chắc những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý bộ đội, nhận thức rõ chức trách nhiệm vụ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu khi về đơn vị mới công tác. Kết quả 100% tốt nghiệp, trong đó ở các loại hình đào tạo có từ 86,5% đến 92,68% khá giỏi. Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đã tặng giấy khen cho 13 học viên có thành tích cao nhất trong khóa học. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con của cán bộ nhân viên trong cơ quan Cục Chính trị tham quan khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các cháu thiếu nhi được tham gia các hoạt động vui chơi như trang trí lều trại, vẽ tranh, ca hát,
chơi các trò chơi vận động như bắt cá, chọi gà. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp cho các cháu thiếu nhi có được những ngày hè vui chơi thật bổ ích. Qua đó rèn luyện cho các cháu tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời động viên các cháu phấn đấu trong học tập rèn luyện, là những học sinh giỏi xứng đáng cho ngoan Bác Hồ. Ngày 10 tháng 6 tới đây, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26, Quân khu 7 tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 10 tháng 6 năm 1976, 10 tháng 6 năm 2016. 40 năm qua, bằng sự cống hiến và hy sinh xương máu, lớp lớp cán bộ chiến sĩ đã dày công xây dựng nên truyền thống vẻ vang, đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường, đã ra quân là đánh thắng. Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 Quân khu 7, tiền thân là Ban Cơ giới miền hay còn gọi là B16. Đây là cơ quan binh chủng tăng thiết giáp đầu tiên ra đời ở chiến trường B2 tại căn cứ Bà Chim, chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 26 hôm nay đã tham gia nhiều trận đánh, lập nhiều chiến công vang dội, cùng với quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 10 tháng 6 năm 1976, sau khi hoàn thành sứ mạng lịch sử, bộ đội tăng thiết giáp quân giải phóng miền Nam chuyển giao lực lượng, phương tiện kỹ thuật để thành lập Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 22 thuộc quân đoàn 4, Trung đoàn Tăng Thiết Giáp 24 thuộc quân khu 9. Số còn lại là Trung đoàn Tăng Thiết Giáp 26 thuộc quân khu 7. Và từ đó, ngày 10 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 anh hùng. Phải nói là có cái xe tăng trong cái giai đoạn mà giải phóng trước đó, rồi tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh thì rõ ràng nó nổi lên cái vai trò là cái lực lượng đột kích quan trọng, là đúng. Quan trọng là lực lượng, mà có những trận là lực lượng đột kích chủ yếu đấy. Ví dụ như đánh như cái An Lộc, rồi đánh như cái Long Khánh á, mà không có xe tăng là đúng là khó, rất là khó gỡ, nhiều nơi như thế. Thì phải thấy là có cái vị trí với xe tăng mà càng ngày nó càng rõ lên. Mà không những mình thấy thì bằng hai cái anh em bộ binh họ cũng thấy. Có nhiều trận mà có xe tăng tham gia chiến đấu họ yên tâm. Sau khi đất nước được thống nhất, lữ đoàn còn góp phần công sức vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh của quân khu, đi đầu trong đội hình chiến đấu, cùng bộ binh đánh nhanh, đánh mạnh, chiếm các mục tiêu chủ yếu ở thành phố Phnom Penh, góp phần quan trọng đánh chiếm cơ quan đầu não của địch, làm sụp đổ chế độ diệt chủng Pol Pot in Syria. Ngày nay phát huy những thành tích đã đạt được trong kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế, đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn thường xuyên quán triệt cho cán bộ chiến sĩ lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí và bản lĩnh chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến tập, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng nền nếp chính quy, giữ gìn và bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trong những năm qua, lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị an toàn tuyệt đối. Nói về bộ đội xe tăng thì có là con người và vũ khí trang bị, đó là bộ đội và xe tăng. Khi vào chiến trường miền Nam thì bộ đội xe tăng lại đánh bằng lối đánh du kích, đánh bằng lối đánh đặc công mà đã hiệu quả. Tiêu biểu như là trận tập kích vào liên trường thủ Võ Bị Thủ Đức vào đêm 16 rằng ngày 17 tháng Giêng năm 1966. Một cái đặc biệt nữa của cái lịch sử của chúng tôi đó là đoạt xe địch đánh địch, mà chúng tôi tuyên truyền cho lớp lớp cán bộ chiến sĩ chúng tôi nói theo học tập và xứng danh là một đơn vị anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, để làm tốt, thực hiện tốt cái nghị quyết của đảng ủy quân khu 7 đã đề ra, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và đảng bộ trong sạch. Với bề dày thành tích trong xây dựng chiến đấu và công tác, đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đoàn tăng thiết giáp 26 bộ chỉ huy miền, nay là lữ đoàn tăng thiết giáp 26 quân khu 7. Lữ đoàn được tặng một huân chương chiến công hạng nhất, một huân chương chiến công hạng nhì. Lữ đoàn được nhà nước Campuchia tặng thưởng huân chương Angkor, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh quân khu 7 khen thưởng đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.báoquânkhu7.vn hoặc www.qdnd.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.